Ngày 30 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Thanh Hạnh, sinh năm 1979, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, là chấp hành viên ở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Hạnh được phân công tổ chức thi hành án vụ việc, bà N phải trả cho ông V số tiền gần 2,6 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án. Bà N là người gốc Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ và chồng mang quốc tịch Canada. Tháng 11 năm 2022, vợ chồng bà N từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh, bà N được cán bộ hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2022, bà N đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh gặp Hạnh. Tại đây, bà N trình bày sẽ nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ Hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con. Hạnh đồng ý. Sau đó, Hạnh nói với vợ chồng bà N về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo chi phí để đưa cho nhiều người. Chiều ngày 14 tháng 12, vợ chồng bà N đã nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án. Hôm sau, Hạnh trình lãnh đạo ký quyết định về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N. Tuy nhiên, sau khi có quyết định, Hạnh không giao cho bà N và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh mà giữ lại. Đồng thời, bà Hạnh yêu cầu vợ chồng bà N phải đưa 350 triệu đồng. Hạnh hẹn gặp vợ chồng bà N ở quán cà phê và đưa cho xem quyết định trên, nhưng không giao, Hạnh yêu cầu đưa tiền mới đưa quyết định. Ngày 20 tháng 12, Hạnh hẹn gặp vợ chồng bà N để làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Mekong, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, vợ chồng bà N đưa 350 triệu đồng cho Hạnh, thì bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát hiện, bắt quả tang tại khu vực hành lang khoa khám bệnh của bệnh viện cùng tang vật. Quá trình điều tra, Hạnh khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lời khai của Hạnh không phù hợp với nội dung tố cáo, cũng như lời khai của vợ chồng bà N, cùng file ghi âm, tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập, nên không có cơ sở xem xét.